Vừa cập bến thì một siêu phẩm nữa anh chị à, siêu phẩm Santa Fe phiên bản máy dầu, bản cao cấp nhất luôn anh chị, sản xuất 2023 luôn, sơn zin 100% luôn, siêu đẹp luôn anh chị ạ. Đó, chạy mới có 10.000 cây thôi, full option luôn anh chị, coi nhìn cái dàn đèn nè, đó, nhìn cái dàn cái phần đầu xe mặt ga lăng nè, quá là đẹp luôn anh chị ạ, quá là đẹp. Camera 360 nè, đó, có radar đầy đủ hết luôn nha. Đây là bản máy dầu cao cấp nhất luôn á, của dòng Santa Fe luôn, đi siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, máy dầu 2.2. anh chị nhìn cái bộ vỏ nè, trời ơi nó còn dày cui luôn á chị, xe này chạy mới có 10.000 cây à. Đó, nước sơn zin 100% luôn chị, không một vết sơn dặm luôn. Đây camera 360 nè, cảnh báo điểm mù đầy đủ hết. Đó, đi vào trong nội thất nè, nhìn cái dạng nút bấm nè, trời ơi nó giống như một cái chuyên cơ mặt đất anh chị nè, nút bấm nè, số là dạng nút bấm là gì, có chìa khóa nó mới tinh là gì, đây chìa khóa nè mới tinh nè, trời ơi quá đẹp luôn anh chị à, đẹp xuất sắc luôn. Làm mát ghế đầy đủ hết nè, và có rất là nhiều chế độ lái luôn nè, thắng điện tử đầy đủ hết, hỗ trợ đổ dốc nè, nhìn cái dàn nó bấm à, quá là xịn sò luôn anh chị. Màn hình giải trí là siêu nét luôn, camera 360 siêu nét luôn, chạy 11.000 cây, cam kết chuẩn trên km cho anh chị tôi đồng hồ tặng xe, có lẫy số vô lăng luôn nè. Đó, đây giữ làn nè, đo khoảng cách đầy đủ hết, ga tự động nè, mở cốp điện nè, thắng tay điện tử nè. Ở dưới sàn thì người ta đã đổ cái đèn led anh chị, nó chia nó dạ xuống sàn nhìn nó đẹp nè. Ghế chỉnh điện nè, thổi phòng ghế đầy đủ hết luôn anh chị. Sản xuất nè 2023. Đây. Sản xuất 2023. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn anh chị à, xe quá đẹp luôn anh chị. Anh chị nhìn cái dàn ghế tài nè. Đây. Đó ghế da nè, mới tinh, xe mới đến 99% luôn. Nè có cửa sổ trời cho anh chị luôn. Đó, mấy cái phần gác tay nè, không? Còn mới tinh luôn. Ni lông chưa lột luôn anh chị. Đó nè, ni lông màn hình cũng chưa lột luôn. Quá mới luôn, có màn nắp gương luôn nè, hiển thị tốc độ khi mình chạy xe. Lo là lo Harman Kardon luôn chị, nghe nhạc phải nói là siêu hay luôn chị nha. Đó, anh chị nào quan tâm mẫu Santa Fe chạy lướt thì đến chỗ chị coi nha, xe quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn nè. Hai vị trí ghế nhớ luôn, các chi tiết phần tấp bi cửa bên tài nè còn đẹp như xe mới luôn chị, không khác gì cả luôn. Đó, anh chị mua xe này thì rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Đây hàng ghế thứ hai nè, đó nhìn cái bộ ghế da nè mới tinh, lo là lo Harman Kardon luôn, nghe nhạc cực kỳ hay luôn anh chị. Đó, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai nè, có hai cái cổng USB này nữa nè. Đó, ở dưới này người ta đã độn cái đèn led ở dưới chân. Đó, hàng ghế thứ ba chưa sử dụng luôn anh chị, đây hàng ghế thứ ba là chưa sử dụng luôn nha, và có cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba này, chỉnh được gió luôn. Đó, quá là xịn sò luôn anh chị, quá là xịn sò luôn. Đây cửa sổ trời luôn nè, xe còn mới tinh nè, lo Harman Kardon luôn, nghe nhạc siêu hay luôn, mà chi tiết tắp bi cửa nè, anh chị thấy không, còn mới tinh nè, rèm che nắng nè đầy đủ hết luôn nè, vỏ xe nè siêu dày cho anh chị luôn. Đó, mâm là không một vết xước luôn, sơn zin 100% luôn anh chị nha, không một vết sơn dặm nào luôn. Đó, Santa Fe phiên bản premium nè, bản là bản máy dầu cao cấp 2.2D nè, cốp điện đầy đủ anh chị. Đó, anh chị coi nè, các chi tiết anh chị coi còn rất là mới luôn anh chị nè, còn rất mới luôn nè, cái chỗ mà cái chỗ mà mình bỏ đồ nè, cái này là không có một vết chày luôn anh chị, quá là đẹp luôn anh chị ạ. À, ở đây nó có một cái lo Harman Kardon ở đây nữa nè, Harman Kardon là cái thương hiệu âm thanh nổi tiếng lắm, nghe nhạc phải nói là siêu hay luôn anh chị. Đây nè các chi tiết anh chị coi, mấy cái phần nhựa ở đây nè không một vết chày luôn anh chị nha. Đó, đây nè, đây có đồ nghề theo xe nè, đây bánh xe dự phòng ở đây nè anh chị, đây bánh xe dự phòng này chưa sử dụng luôn, mới có 10.000 cây à, và bọng còn mới tinh luôn anh chị. Đó, quá đẹp luôn, siêu đẹp luôn nè, mấy ni lông nè. Đó, bản 2.2 máy dầu nha, máy dầu cao cấp nè, các chi tiết anh chị coi nè, sơn zin 100% luôn anh chị, không một vết sơn dặm luôn nha, sơn zin 100%, siêu đẹp luôn. Đó nè, mấy cái vỏ nó còn dày cui luôn anh chị, không đảm bảo luôn nha, cam kết cho anh chị luôn là xe không có cứng đụng, không có ngập nước nha, không bung đảo động cơ, máy móc nguyên zin, sơn zin 100% thì chắc chắn một điều là không có một cái vấn đề gì hết anh chị ạ. Đó nè, mấy cái phần ghế tài nè, hàng ghế thứ ba là chưa sử dụng luôn anh chị nha, xe còn mới tinh anh chị, chạy mới có 10.000 cây anh chị. Đây đó, rồi cái chi tiết nè, tấp bi cửa nè anh chị thấy không, còn mới tinh luôn, quá đẹp luôn anh chị ạ. À, quá đẹp, quá đẹp, đẹp xuất sắc luôn anh chị ơi, xe chạy lướt nha, mà giá chỉ có 1 tỷ 170 triệu thôi, quá là hợp lý luôn, 1 tỷ 170 triệu thôi. Anh chị nào quan tâm cái chiếc Santa Fe dầu cao cấp này thì anh chị đến chỗ chị coi thử nha, full option luôn, đầy đủ công nghệ hết cho anh chị luôn. Đó nè, radar đầy đủ hết, số là dạng nút bấm luôn, chìa khóa còn mới tinh luôn anh chị, còn mới tinh luôn, trời ơi cái chi tiết này, cái chỗ này nè mới tinh luôn anh chị.
không khác gì xe mới luôn anh chị. Mà mua thì rẻ hơn xe mới rất là nhiều luôn anh chị. Đây nè, đó cái chi tiết là tắp bi cửa nè, keo chỉ mọi thứ nè. Thì chiều đã nói với anh chị là cái xe này sơn zin 100% là chắc chắn là nó không có một cái vấn đề gì gọi là va quẹt đâu anh chị ạ. Quá đẹp luôn anh chị ạ. Bao anh chị đi tới thẳng thoải mái luôn. Sản xuất 2023 thì còn bảo hành chính hãng đến 2026, anh chị cứ yên tâm mà sử dụng. Đây, quá là đẹp luôn. Bản dầu cao cấp luôn anh chị nha. Thì để chiều mở cái nắp capo lên. Đây, máy dầu 2.2 turbo luôn nha. Đây, sẵn tiện mở cái nắp nhựa lên luôn. Mở nắp nhựa lên luôn. Đây, đó, máy móc là nguyên zin anh chị. Máy dầu của dòng Hyundai thì nổ máy rất là im anh chị. Im cực kỳ luôn. Đó, nổ máy im cực kỳ luôn. Máy móc còn mới tinh luôn. Chạy mới có 10.000 cây anh chị. Quá đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Nè, ốc cabo này không, keo chỉ mọi thứ chịu đảm bảo hết cho anh chị luôn. Thì cái xe này sơn zin 100% mà có gì đâu mà để suy nghĩ, có gì đâu đi nghiên cứu nữa gì. Anh chị có quan tâm anh chị đến đây coi xe, chịu bớt thêm chút nữa cho anh chị. Giá vẫn còn bớt nha, 1 tỷ 170 triệu còn thương lượng, sản xuất 2023, cam kết văn bản rõ ràng từ cửa hàng luôn. Rồi anh chị nào quan tâm chiếc Santa Fe máy dầu chạy 10.000 cây đó, sơn zin 100% này, thì anh chị đến chương trình coi xe nha. Thì ngoài Santa Fe này chỉ có một chiếc này cũng 2023 nè, Ford Everest 2023 cũng là máy dầu luôn. Đó, chiếc này là 1 tỷ 260 nè. 1 tỷ 260 máy dầu phiên bản titanium một cầu, chạy 30.000 cây. Còn chiếc này chạy 10.000 cây, giá chỉ có 1 tỷ 170 triệu thôi. Đó, còn đi sâu xuống dưới đây thì có một chiếc máy dầu đây nè, có một chiếc máy dầu nữa, Fortuner máy dầu số sàn 2022 luôn. Đó, chạy 39.000 cây, giá là 910 triệu. Đây, 910 triệu, số sàn máy dầu. Còn chiếc 2023 đã nhận cọc rồi gì, khách hàng đã đặt cọc rồi. Ở dưới đây chiều còn một chiếc Fortuner, có nhiều xe lắm anh chị nha. Nè, có quan tâm mẫu xe nào đến showroom chiều coi, rất là nhiều xe luôn. Đó, anh chị quan tâm mẫu xe nào đến showroom chiều coi. Thì chiều đang quay con Santa Fe dầu, chiều sẽ giới thiệu cho anh chị những cái xe máy dầu thôi. Chiều có một chiếc máy dầu Fortuner số tự động. Đó, máy dầu số tự động. Xe này thì chiều bán giá là 865 triệu. Máy dầu số tự động 2019, camera 360, cốp điện đầy đủ hết luôn. Đó. Rồi chiều còn một chiếc máy dầu là Legender 2022, chạy 48.000 cây. Legender nha, 2022. Chiếc này chiều bán giá là 1 tỷ 120 triệu còn thương lượng. Đó. Rồi anh chị có quan tâm mẫu xe nào tại cửa hàng của chiều hay thì đến coi nha. Tất cả xe tại showroom đăng đều có giảm giá, đều còn bớt nha. Anh chị có thiện chí đến coi xe thì chiều sẽ bớt cho anh chị. Thôi chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào lần đầu vào kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Hiện tại thì chiều vẫn đang cần thu mua ô tô cũ qua sử dụng. Anh chị nào mà có xe mà để nhà mà không có nhu cầu sử dụng nữa thì liên hệ trực tiếp với chiều. Chị sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn. Và chiều mua xe ở khắp tỉnh luôn nha, tỉnh nào chiều cũng mua. Chỉ cần anh chị có nhu cầu bán thì cứ liên hệ chiều sẽ đến tận nhà anh chị mua xe luôn. Rồi chiếc Santa Fe này chiều báo giá lại nha, 1 tỷ 170 triệu sản xuất 2023, chạy 10.000 cây. Giá còn thương lượng, anh chị các bạn đến coi xe, chiều bớt thêm.